ai cũng biết là kính thì khi đang nóng thì không nên có tiếp xúc với nước và yếu tố lạnh. Vậy thì nhiều bạn hỏi tôi là nếu mà đang đun mà bị nước sôi trào chảy ra thì phải làm thế nào? Tại vì khi mà đang đun nấu thì mặt kính đang khá là nóng. Mặc dù là bếp từ thì mặt kính nó đã nhiệt độ nó không thể nóng nhiều như bếp điện được, nhưng dù sao nó vẫn có nhiệt. Vậy thì lời khuyên cho các bạn là nếu mà khi đun các bạn bị trào nước chảy ra bên ngoài xuống dưới đáy nồi ở xung quanh thì tốt nhất là bạn có thể nhấc nồi ra, lấy khăn khô thấm nước và lau qua để sạch các cái nước đó đi, nhưng không quá lau kỹ, không sử dụng khăn ướt để lau để tránh cái hiện tượng giãn nở về nhiệt của mặt kính. Tuy nhiên bao giờ cũng sẽ có trường hợp đặc biệt, đó chính là với bếp từ, với những mặt kính thì trong trường hợp mà bạn đun các cái phần mà rơi vãi tràn ra ngoài mà có yếu tố về đường tức là ngọt thì bạn cần phải lau sạch luôn và ngay. Lý do tại sao như thế? Vì tinh thể đường thì khi mà bám ở trên bề mặt kính và bị làm nóng lên thì nó sẽ làm tạo ra các cái vết xước răm rất là nhỏ, các cái gợn li ti mà mắt thường mình không thể nhìn thấy được, nhưng nó làm tổn hại cái bề mặt kính cường lực rất là phẳng như này, nhưng nó sẽ làm tổn hại. Và với những cái tổn hại nhỏ đấy nó sẽ làm vị trí lý tưởng cho các vết bẩn nó bám trở lại ở trên mặt kính. Vì vậy riêng với trường hợp mà đường hoặc là các chất lỏng ngọt mà dây ra mặt kính trong lúc quá trình đun thì mình cần lập tức lau sạch và vệ sinh ngay lập tức. Còn những trường hợp khác nước canh bình thường thì có thể để lùi lại sau khi mà mình đun nấu xong, đợi vết nguội mình vệ sinh vẫn được.